Thưa quý vị, cuộc tranh luận tổng thống lần thứ ba và đây là cuộc tranh luận cuối cùng được tổ chức tại Đại học Nevada, thành phố Las Vegas vào tối hôm nay, ngày 19 tháng 10. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt quan tâm và chọn ai làm tổng thống trong cuộc bầu cử này. À, trong hai lần uh, debate trước đây thì hai uh, ứng cử viên uh, tranh cử tổng thống uh, tranh cãi rất nhiều và hầu hết là lôi những cái uh, quá khứ uh, không được tốt lắm. Và Kevin cũng hiếu kỳ là uh, muốn biết là những gì sẽ xảy ra uh, trong cuộc debate uh, lần cuối cùng này thật là rất buồn cho nước mỹ phải lựa chọn giữa hai người thế này về ông trump anh nói không giữ mồm giữ miệng không đúng tư cách của một vị uh, tổng thống tương lai nếu mà thực sự ông ấy được bầu bà clinton uh, tỏ ra không thành thật uh, nếu mà nói theo việt nam đó là đi hai hàng người ta vẫn nghi ngờ uh, cái sự thành thật của bà riêng tôi đó thì nếu mà bầu theo đúng lương tâm thì tôi sẽ lựa chọn ứng cử viên Gay johnson uh, là liberty deep party um cái kỳ bầu cử này là một trong những cái kỳ đồ bầu cử mà chưa từng xảy ra trên nước Mỹ này cũng như là trên hơn 200 năm này Thì cái kỳ vọng của tôi thật sự ra đó là tôi muốn cái sự quan trọng của cái nhiệm kỳ tổng thống năm nay là để sẽ có khoảng từ 2 cho tới 3 Supreme Supreme Court Uh, có thể là sẽ nhậm chức thì nếu mà cộng hòa mà nhận mà là uh, tổng thống thì có thể ba người ba người uh, supreme court sẽ có thể là more conservative tuy nhiên Uh, với cái tình trạng này thì tôi không thể support một người như là Donald Trump bởi vì cái temperament của ông không xứng đáng là một người tổng thống thì tôi nghĩ rằng uh, kỳ này thì chắc có lẽ mình phải bầu ông um, ông Johnson tức là cái cái, cái ông uh, Libertarian thì tôi nghĩ rằng nếu mà Libertarian lên thì tôi nghĩ rằng đó là sẽ là cái chính sách sẽ là gần gũi với lợi đảng cộng hòa nhiều hơn. Trên sẽ chọn lựa Donald Trump thì thì Donald Trump cũng có những cái lỗi của ông ta nhưng mà Trên nghĩ là ai cũng có quá khứ hết giống như Jen hay là everybody, nobody is perfect. Thì Jen nghĩ là cái đó không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là làm sao cho nước Mỹ này kinh tế lên, cho dân Mỹ nó được cái cái một cái cái nhìn khác chứ không phải là mình đem những cái uh, tai họa tới tại vì rõ ràng là ai cũng thấy là 8 năm mình thấy là cái kinh tế đây nó thực sự nó cũng không có lên nhiều mà đặc biệt là Las Vegas rất là trầm trọng. Dân chủ nó làm cho người ta nghèo, chính vì người ta nó cứ ghi người ta nghèo, người ta nghèo hoài thì người ta sẽ vote cho nó chứ không phải là nó làm cho người ta lên tay nếu như có sự chọn lựa thì người ta sẽ không có bố cho nó cho nên cộng hòa là tư bản đã là một đất nước tư bản thì dĩ nhiên cộng hòa mới là một cái đất nước mang đến sự tư bản chứ đó là những gì mà donald trump ông cũng mong muốn ông cũng quyết như vậy thì người ta chỉ là ông donald trump đang nói lên tiếng nói của dân mỹ thì trên nghĩ là trên mong là trump sẽ thắng cuộc I would vote for Hillary Clinton because she has a background in politics. Uh, she knows more uh, what would be better for us, for like school-wise and stuff. Donald Trump is just more of like a celebrity. He has no background in politics. So that's why I won't be voting for him. I think it's true. Đứng một cương vị là chủ tịch của cộng đồng Las Vegas, thì Mike mong rằng là người ở Vegas, nhất là người Việt Nam ở đây, à, mong rằng là chúng ta trong cuộc bầu cử này à, cùng nhau bỏ phiếu đi bầu. Không cần biết là mình bầu cho ai, nhưng mà mình nên à, bầu càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, trong mọi cuộc đua đều có thể có trường hợp bất ngờ xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhau đi bầu thật đông và chờ xem kết quả như thế nào vào ngày 8 tháng 11. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình HBTN từ thành phố Las Vegas.